Xin chào các bạn, mình đang ở triển lãm Việt Nam Motorcycle Show 2017 và ở sau lưng mình là chiếc Honda Elite phiên bản mới. Và đây là một cái phiên bản nâng cấp với sự thay đổi về thiết kế và một số tính năng tiện ích thôi. Nó không hoàn toàn thay đổi về động cơ hay là những cái khác. Tuy nhiên thì những cái thay đổi này Honda hướng đến cái sự thời trang gọn gàng cho cái chiếc xe rất là phổ biến đối với chị em phụ nữ. Thì bây giờ mình sẽ nói nhanh về những cái thay đổi này. Tuy nhiên có một thông tin lưu ý là chiếc xe này sẽ chỉ bán ra vào đầu tháng 8, hiện tại thì chưa có giá. Về thiết kế thì phía trước chúng ta sẽ thấy được sự thay đổi có thể nói là khác biệt lớn, với cái phần mặt nạ được làm màu hơn và nó có hơi hướng giống với những mẫu xe SH mới của Honda. Ở đây chúng ta cũng có cái đèn pha halogen, Honda chưa trang bị đèn LED ở trên phiên bản Elite mới này. Cái phần ở phía trước cho cái phần đầu đèn thì nó màu hơn và lớn hơn và có cảm giác nó giống với chiếc Honda SH300i nhập. Ở phía dưới cái mặt nạ thì họ cũng làm màu hơn và nổi bật là cái hệ thống đèn LED định vị có cái thiết kế mảnh và cái kiểu như thế này. Ở phía hai cái đèn xi nhan này đặt phía trên và trên cái mặt này họ bố trí những cái đường G để cho chiếc xe nổi bật hơn. Một cái chi tiết nữa mà mình thấy đó là chính là cái bánh mâm. Cái bánh mâm ở phiên bản mới thì họ sử dụng những cái chấu hình chữ Y chứ không còn là những cái chấu đơn nữa. Theo đại diện của Honda cho biết thì cái phần sàn để chân cũng được thiết kế lại, nó gọn hơn và rộng hơn một xíu để cho cái việc để chân của cái người lái nó thoải mái hơn. Cái mặt bảng đồng hồ nó cũng thay đổi và cái mặt bảng đồng hồ này được lấy cảm hứng từ mẫu xe Honda SH và nó có cảm giác là hiện đại hơn. Ở phần đuôi thì nguyên cái mảng ốp thân xe họ làm mới và nó ép sát vào cái thân hơn, nó không còn bè ra như trước. Và đây là những cái thay đổi cũng khá là nhỏ cho nên cũng khá là khó để nhận biết. Và đây các bạn có thể thấy cái Oppo thì nó được chia làm hai mảng và bên trên nó sơn màu xám dưới màu đen. Ở phiên bản cũ thì nó chỉ có một màu đen thôi. Cái đèn xi nhan cũng là một cái chi tiết thay đổi. Ở đây họ làm cái kiểu là boomerang, không phải là nguyên một khối như lúc trước. Đèn hậu cũng vậy, đèn hậu có thiết kế dạng chữ X, chữ X hơi bè ra. Và đó cũng là đèn hậu mới. Về cái cốp chứa đồ thì cái cốp chứa đồ ở phía dưới yên nó không thay đổi về dung tích, nó vẫn giống phiên bản cũ. Tuy nhiên thì ở phía trên cái cốp phía đồ phía trên thì họ làm lại và cái dung tích hiện tại là 500ml, còn nửa lít. Và cái chấu để mở nó cũng dạng đẩy lên. Cái lẫy này nó là một cái thay đổi rất đáng kể. Ở phiên bản cũ thì chúng ta nhấn vào để mở ra và gặp cái tình trạng là rất khó để mở khi mà cái lẫy nó được làm chưa tốt. Ở những cái mảng khu vực này thì mình thấy cái thiết kế nó cũng hoàn hảo hơn so với đời cũ. Hy vọng là những cái phiên bản bán rộng rãi trên thị trường thì Honda cũng sẽ có cái thiết kế sắc sảo như thế này. Chiếc xe này vẫn sử dụng động cơ ESP 125 phân khối. Đây chúng ta có hệ thống Adrenaline Stop. Cái thay đổi quan trọng nhất ở trên Honda Elite 2017 chính là hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Thì với cái hệ thống Smart Key này các bạn sẽ không cần dùng chìa khóa để khởi động xe, mà chúng ta đến gần xe thì chúng ta chỉ dùng cái núm xoay này. Ngoài ra thì mở yên và mở bình chứa nhiên liệu cũng nằm ngay trên cái cụm chìa khóa, sẽ thuận lợi hơn cho chị em phụ nữ. Một điểm nhỏ nữa là cái trọng lượng của chiếc Honda Elite 2017 nó giảm 1kg so với đời trước và nó đạt trọng lượng là 112kg. Hiện tại thì Honda Việt Nam chưa công bố giá cho chiếc Elite 2017 và họ sẽ công bố giá vào thời điểm bán ra là khoảng đầu tháng 8. Ok, cảm ơn các bạn.